Đó, quán đi ui. Chú rể nó kẻ áo khoác ấy. Kín kín mét sẽ là ao hơi trơn à. Giờ thách cưới. Bạn có hôn á? Ra sọt, ra sọt, ra sọt hôn. Bạn có hôn là điều thách cưới lấy sinh lễ của bên nhà gái nhá. Đám cưới dân tộc Thái Tây Bắc, sông Mã Tây Bắc nhá. Cú nhậm bát. Cưới thì kín cái nào. Thuê rồi nhanh lên. Con Trung Quốc kinh lẩu quá. Kinh là tạm tạm thôi. Bạn ơi, cháy nữa. Bạn ơi là thêm một chai. Bạn ơi. Tiếp tục ơi. Chú rể đây là em rể. Ba cái thằng chồng đứng ngồi rồi à? Nhà cháu ơi, thằng mới về đi ra lưu các ông các cháu chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhô sài gòn ha.
bảo phải biết là ba bảy ba đồ ấy mình mang đi hết. Một đôi.
cửa nó không buộc vào. Bò bò sò phụ hế. Ôi từ từ thôi kia kìa. Chưa gì rách luôn đấy. Cái này nó mỏng dính. We'll be right back.